sang số rất là dễ. Xin chào các bạn theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn là cái dòng cầu điện có tải trọng cao này. Cầu điện này thì sức chịu đựng là khoảng 1,5 tấn. Cầu thì có hai số nhanh và chậm. Đây. Số chậm của nó là tỷ lệ 1:10:20, còn số nhanh là tỷ số 1:10. Động cơ thì có thông số là động cơ 60V, công suất 2000W và tốc độ là 3500. Với cái tốc độ này thì các bạn cứ tính tỷ số truyền ra theo cái tỷ số 1:10 và 1:20. Có nghĩa là ở giải số nhanh thì nó sẽ là 350 vòng trên phút. Còn giải số chậm ấy là nó rơi vào 175 vòng trên phút. Thì từ cái vòng trên phút này các bạn có thể tính ra được cái tỷ số truyền của thằng tốc độ của thằng bánh tốc độ của xe. Nó phụ thuộc vào đường kính bánh xe đó. Đường kính càng lớn thì nó càng chạy nhanh, mà đường kính càng nhỏ thì nó càng chạy chậm. Đấy, tuy nhiên thì đường kính lớn thì nó sẽ yếu, còn đường kính nhỏ thì nó khỏe hơn. So sánh cùng động cơ là như vậy. Đấy, cái mâm tăm bua này rất lớn này. Tăm bua phanh này của nó có mâm tăm bua phanh này của nó là đường kính của nó tăng bô phanh là 220 các bạn nhé, rất là lớn. Phanh rất là ăn. À, cầu sử dụng là cầu 4 ốc các bạn ạ. Đây. Cầu 4 ốc, số nhanh và số chậm này. Số nhanh, số chậm và số trung gian, thằng này thì nó có cả số mo nữa. Đấy. Đây. Đây. Đây là số trung gian này. Đây là số nhanh này. Sang số rất là dễ. Cầu này thì nó thuộc dòng cầu lớn rồi. Cầu này thì trọng lượng cầu của nó là 35 cân. Đấy, trọng lượng của động cơ là gần 11 kg. Hàng chuẩn. Đấy, các bạn có thể mua cái dòng này về chở hàng khoảng 1 tấn là thoải mái, về cái sức bền là thoải mái. Chiều dài của cầu là 1 mét tính phủ bì, tuy nhiên thì nó cũng có nhiều kích thước khác nhau. Thì các bạn mua cái dòng cầu này về để làm xe chở hàng, chở rác hay chở vật liệu. Chở vật liệu thì tầm trung thì là rất khỏe. Mọi chi tiết đặt hàng thì xin vui lòng liên hệ vào cái số điện thoại là 0983 818 955. Các bạn xem video thì nhớ bật chuông thông báo, đăng ký kênh để nhận được những thông báo mà khi có video mới đăng lên. Đây, cầu này là chất lượng rất là tốt. Video của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem video.